Rồi khoan Makita sẽ than hai pin 1.5 một sạc về nhiêu đây nhá. Và đây là body này. Body khoan vít xẻ than. Cứ kiếm không than, mài không than. Đó, rồi khoan có búa, không có búa. Rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu cho các bạn là Makita xẻ than đi. Đó. Đây là bộ Makita xẻ than không không có búa. Đây. Hàng đẹp len keng nhá. Hàng này là nhập công từ Úc về đẹp len keng, chưa sử dụng luôn. Pin còn mới luôn. Hai pin 1.5 một sạc có thùng nhá. Bộ này là hai pin 1.5 một sạc có thùng. Có điều chỉnh tốc độ này, hai tốc độ này. Điều chỉnh tốc độ. Số 2. Mã máy thông số đây nhé. Nó. Hai pin 1.5 này. Đó. Đây là bộ có than nhé. Đó. Đảo chiều. Đó. Đó. Khoan sắt gỗ 10 thành ra 16 cấp trượt. Với lại khoan sắt gỗ. Hàng này dành cho bạn nào ở nhà mà làm sắt gỗ hay là đi công trình nhẹ nhẹ. Đó. Làm sắt gỗ đi công trình nhẹ nhẹ thì xài bộ này nhá. Máy hai pin một sạc, hai pin 1.5 sạc thùng. Đó. Sạc đây là sạc của nó là điện đây là điện 220 nhá, sạc điện 220 này. Đó, 220V hay đến 240V. Hàng này là xuất Úc nhá. Đây là nhập công từ Úc về. Đó, hàng này là xuất đi Úc. Đây. Thì bộ này giá của nó là bộ này giá của nó sẽ là 3 triệu nhé. 3 triệu bộ này. Bao gồm máy hai pin 1.5 một sạc. Sạc 220 thùng nữa. Cái thùng này trị giá cũng 500 ngàn rồi này. Đó. Cái thùng này là trị giá 500 ngàn rồi. Rồi hai pin máy sạc, máy tính ra 1 triệu, pin triệu, sạc với thùng triệu đó. Nói chung là giá 3 triệu là quá ok. Đó. Bạn nào nhiệt tình mua tới nhà mua thì mình sẽ bớt cho các bạn 100-200 ngàn. Đó, vậy cho nó nhanh. Tới nhà mua bớt 100-200 ngàn bộ này. Còn bạn nào ship code thì mình sẽ bao ship bộ này luôn cho các bạn cũng được. Đó, 3 triệu chuyển khoản mình bao ship. Còn nếu bạn tới nhà mua thì nó 2 triệu 8, vậy cho nó nhanh. Tại mình còn tới 5-6 bộ cho nên bán nhanh cho các bạn luôn. Đó, hàng có thùng nhá, nguyên thùng này. Cái thùng này đảm bảo là 500 ngàn này. Đó. Máy pin sạc, hai pin một sạc thành ra có 2 triệu rưỡi. Đó, mà thành mình bớt 200 còn 2 triệu 3. Đó, quá rẻ luôn. Còn bạn nào nói không lấy thùng thùng bớt cho các bạn thì mình bán nguyên thùng nhá, không có bán mà cái kiểu mà bỏ thùng lại bớt 500 nhá. Tại vì mình đã bớt cho các bạn 200 rồi. 2 triệu 8 tới nhà lấy. Rồi bạn nào ở xa thì mình bao ship thì 3 triệu bao ship cũng giống như 2 triệu 8 thôi. 3 triệu bao ship. Đó. Là ở xa bao triệu bao ship chuyển khoản trước. Ok. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Số điện thoại của mình là 093 117 2897. Rồi, các bạn có nhu cầu ép Zalo đăng ký YouTube của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video.